Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản phê bình, chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót đối với tập thể cá nhân thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom liên quan đến các sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định. Tổng hợp báo cáo, trong đó có nội dung chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh. Trước đó, việc triển khai dự án khu dân cư Tân Thịnh hơn 18 hectare để xảy ra hàng loạt sai phạm về đất đai và xây dựng 680 biệt thự, nhà liên kế trái phép cùng 13 tổ chức, hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm và công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can liên quan.